Hoài niệm là phong cách trang trí nội thất kết hợp giữa các yếu tố hiện đại và cổ điển từ thần niên trước. Ngôi nhà theo phong cách hoài niệm thường mang lại cho ta cảm giác như bước vào một không gian đã phủ một lớp bụi của thời gian, đượm nét hoài niệm, ẩn chứa đâu đó nét lãng mạn và dịu dàng. Hình thành phong cách hoài niệm chủ yếu dựa vào kết hợp về màu sắc, họa tiết, các chất liệu trang trí và đặc biệt là vật liệu xây dựng của một thời vàng son, nay được sử dụng trở lại một cách đầy sáng tạo và linh hoạt. Việc sử dụng gạch bông trong thiết kế sẽ gợi lại những nét đẹp riêng của một thời trong ngôi nhà hiện đại, gia tăng tính thẩm mỹ và phong cách. Có thể nói, sự phát triển của ngành kiến trúc như một ngành nghệ thuật pha lẫn kỹ thuật, phần nào dựa vào những phát triển về công nghệ cũng như sự ra đời của vật liệu mới. Xu hướng tìm đến cái mới trong việc sử dụng vật liệu mới trong nội thất đã có lúc tưởng như sẽ làm cho người tiêu dùng lãng quên những vật liệu xưa cũ. Cái câu chuyện gạch bông nó xuất phát như nào nhỉ? Câu chuyện nó bắt đầu từ những cái căn nhà và những cái công trình kiến trúc Pháp cổ ngày xưa, cách đây cả trăm năm, thì nó có rất nhiều giá trị nghệ thuật, nhưng mà cái dễ nhất và cái nghệ thuật mà chúng ta có thể thấy nhất nó là cái sàn gạch bông của công trình. Hầu như tất cả các công trình của Pháp cổ đều có một cái sàn gạch bông rất là đặc biệt, và những viên gạch bông này ít người biết được đó là những viên gạch hoàn toàn làm bằng thủ công, làm bằng tay, chỉ dưới áp suất cao của máy ép, cũng như là cái cách pha màu, trộn màu, cách thiết kế của cái người làm về mỹ thuật, ta có được viên gạch bông như ngày hôm nay. Lịch sử gạch bông thì nó từ hơn 100 năm rồi, 16, chính xác là 167 năm. Qua bao nhiêu thời kỳ thăng trầm của lịch sử cũng như là của ngành xây dựng, thì hiện tại nó vẫn phát triển và thậm chí còn là một cái quốc gia xuất khẩu gạch bông hàng đầu. Cùng với thời gian, viên gạch đã thể hiện nét đẹp cổ điển, làm sống lại một giá trị kiến trúc. Gạch bông gồm có hai lớp chính. Lớp đầu tiên với độ dày khoảng 2mm là lớp màu và hoa văn. Lớp thứ hai màu xám được tạo ra từ những hạt xi măng và cát mịn tạo độ cứng của viên gạch. Từ những nguyên vật liệu như xi măng, cát, bột màu và các chất phụ gia, gạch bông không chỉ tạo nên để làm ra một sản phẩm thông thường, mà nó còn chứa đựng linh hồn sống động được bàn tay của những người thợ làm ra. Là một sản phẩm thủ công được những bàn tay của các nghệ nhân Việt Nam tạo ra, có thể nói đây là một kiệt tác mang theo giá trị văn hóa Việt pha với nét thanh lịch của phương Tây. Thưa anh, đây là cái máy nó sản xuất ra những viên gạch mà được sử dụng ở trong căn nhà Pháp cổ của mình ấy. Là những cái máy này được đưa từ Pháp sang Việt Nam để sản xuất ra những viên gạch đó, chứ không phải là người ta nhập gạch ở đây. Và như anh thấy ấy, chất cơ lý của viên gạch ấy, là hoàn toàn thủ công. Cho nên thợ người ta làm là đầu tiên là cái khuôn đồng này, các cái màu sắc khác nhau bằng các cái khu vực khác nhau. Khi đó cốt liệu bê tông sẽ được đưa xuống dưới này, trộn đưa dưới này, và màu sắc được đưa dưới này trực tiếp. Và khi đẩy cái này vào thì áp lực vài chục tấn ở đây, thì chúng ta có được một cái viên gạch thủ công hoàn toàn. Tức là viên gạch sau khi ép xong thì nó là thành phẩm luôn, có thể sử dụng luôn hay là còn phải có sơ chế nữa? Dạ, nó rất nhiều công đoạn anh ạ. Một cái viên gạch này để mà một cốt liệu bê tông nó rất là thấm, rất là cao, cho nên là phải xử lý chống thấm, xử lý về chống về cường lực bề mặt, rồi xử lý về chống nứt, rồi xử lý rất nhiều, đặc biệt là phải ngâm nước và phải xử lý rất nhiều công đoạn khác nhau mới đưa ra ngoài để chúng ta sử dụng như gạch, viên gạch ngày hôm nay. Hiện nay, kiến trúc sư rất ưa chuộng loại vật liệu này với việc sử dụng sáng tạo như làm vách ngăn hoặc khung kệ để sách, quầy bar, tạo nên một nét độc đáo cho kiến trúc. Cùng với sự phát triển từ những năm 1910, gạch bông đã trở thành một kiệt tác thủ công nghệ thuật với nhiều màu sắc đa dạng và hoa văn tinh tế. Loại vật liệu không nung này tự thân đã có một vẻ duyên dáng tự nhiên, dễ dàng sử dụng cho cả nhà và ngoài sân, trong những dự án nhà ở cũng như thương mại. Để sử dụng đạt hiệu quả tốt nhất, bề mặt gạch bông được đánh bóng, sử dụng lớp hóa chất bảo vệ bề mặt phù hợp, chống tia cực tím cho công trình lắp đặt ngoài trời, hay chống thấm nước, chống bám dầu mỡ và vết ố cho lắp đặt trong nhà, hay chống trơn trượt cho công trình như bể bơi. Thân thiện với môi trường, vật liệu này có thể tái chế 100%, sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên và không sử dụng nhiên liệu đốt trong quá trình sản xuất. Theo tôi thì sử dụng gạch bông là một vấn đề cũng rất khó, bởi vì bản thân viên gạch nó đã đẹp sẵn rồi, và không phải là nhiều cái đẹp xếp cạnh nhau là nó đẹp đâu, mà có thể nó làm rất là rối, rất là dễ làm không gian cảm thấy bị quá nhiều màu sắc, và khi quá nhiều màu sắc như vậy thì nó dễ mang lại một cảm giác loè loẹt,
bản thân tôi quan niệm mỗi một viên gạch bông này là một bông hoa, nó đẹp sẵn rồi. Và bây giờ tôi chỉ có việc đi làm cành, làm lá cho nó thôi. Mặc dù viên gạch này đã được chống thấm ở nhà sản xuất, nhưng mà khi mà làm xong, ta vẫn phải đánh bóng và vẫn phải xử lý một lớp phụ lên trên nữa. Về mặt chống trầy, chống xước cũng như là chống thấm cũng thêm một lần nữa. Thì về mặt sử dụng mới hợp lý ở với được. Không phải là riêng tôi, bản thân rất nhiều kiến trúc sư cũng sử dụng gạch bông như là một cái mạng, như là một cái điểm nhấn ở trong công trình. Ví dụ như không gian cầu thang, chúng ta có thể nhấn được một cái mạng gạch bông rất là sặc sỡ màu sắc. Cũng có người để không gian sảnh chính một cái mạng gạch bông rất là đẹp. Đấy cũng là một cách để người ta nhấn mạnh không gian. Những hành lang cũng được thiết kế bằng những cái mạng gạch bông viền hoặc là ngang dọc hành lang, thì đều có thể dùng gạch bông để trang trí cho những cái không gian riêng cũng như là những cái không gian công cộng cũng như là những cái điểm nhấn ở trong công trình. Tôi nghĩ là đều sử dụng được hết. Ngôi nhà với những màu sắc đơn điệu dễ làm cho chúng ta buồn chán, và để thay đổi có nhiều cách, trong đó có cách dùng gạch ốp tường và làm thay đổi không gian trong ngôi nhà. Khi đó sự thay đổi một chút cũng có thể mang lại cảm giác về một không gian sống tuy cũ nhưng hấp dẫn hơn, phù hợp với nhịp sống mới. Ngoài những cách đơn giản như thêm đồ trang trí, di chuyển đồ nội thất, các bạn có thể chơi đùa một chút màu sắc và họa tiết. Từ câu chuyện trên đây, quý vị các bạn có thể nhận thấy, không có một quá khứ tự hào, cuộc sống sẽ thiếu đi một bệ đỡ để chững chạc đi lên. Di sản kiến trúc là một phần sức lực không thể thiếu trong hành trình đô thị. Không có quá khứ, thật khó có thể hình dung cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và quý vị trong chương trình sau.